xin mến chào quý anh chị của chú quay trở lại kênh viết phú thì hôm nay em đã gửi tới quý vị anh chị của chú một số mẫu đồng hồ và bãi à, nhật bản thì có nhiều thương hiệu nổi tiếng như casio Citizen, tissot à, thụy sĩ rồi gì à, elan của nhật à, của của mỹ Đấy. ở phía trước mặt thì là có quý vị thấy rất nhiều cái hộp rồi em đã đóng rồi đồ này thì em đóng Máy tính đồng hồ rồi Đấy, đồng hồ mới tỉnh thì để em đóng rồi em gửi cùng chuyển luôn. đấy thì uh, hiện tại em có rất nhiều đồng hồ khoảng uh, tầm vài trăm cái đây nhưng mà em mua bãi nhưng mà chưa lọc được Cái nào sống chết để biết đường uh, review tới anh chị cô chú. Uh, đa số cái đồng hồ hết uh, pin nó nhiều lắm, Nó cả bóc luôn nhưng mà uh, nhiều cái còn đẹp mà uh, hết pin. À, chưa dọn được nhiều cái kiểu kiểu như đồng hồ vàng nữ nữ là đẹp lắm nhưng mà hết pin em chưa làm được rồi à, chưa phân loại kịp không mất thời gian thì chị cô chú em xin đi vào luôn video nhanh ngày hôm nay thì vì em đi làm đêm ấy, nên là sau khi mà đi video em phát thì nếu anh chị cô chú nào có nhu cầu thì cứ nhắn cho em để mà chốt xem một câu đến Zalo uh, à, sáng mai về em sẽ uh, trả lời với anh chị cô chú chứ vì em đi làm đêm thức cả đêm nên là không cầm điện thoại nên là của anh chị cô chú mới nhắn bảo em không 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 trả lời thì nó cũng hơi oan em một chút đó bây giờ em xin vào nội dung thông tin anh chị cô chú nhé đây là một cái sản phẩm đầu tiên là Casio máy quát chạy bằng pin rất là đẹp à, gần như mới luôn anh chị cô chú nhé. ở phía sau này thì có ghi thông tin của máy này Casio MP một hai ba chín DJ này nhá, thì cho Nhật Bản đấy, à, chống nước, khuy tờ tân, à, thép không dỉ này, à, toàn bộ là cái cây cái, 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 cái kết là làm bằng thép không dỉ và à, cái kết này thì được gia uh, công tại uh, thị trường uh, tại nhà máy Trung Quốc nha quý anh chị cô chú nhé. Đấy. thì uh, cái sai của cái đồng hồ này một đồng hồ nam các anh chị cô chú 37 mm. Đó. 37 5 mm gì đó. Thì con này rất là đẹp, hoạt động như hoàn hảo luôn. À, về cái sai số thì một số cái đồng hồ bãi này thì có thể là nó do thời gian thì lão hóa mà. Thì một số cái nó sẽ bị chậm một vài ba phút trong một ngày chẳng hạn thì kể cái đồng hồ mới kể cái đồng hồ mới nha anh chị cô chú nhé. đồng hồ mới người ta khi người ta bán thì người ta cũng có nêu cái vấn đề trễ giờ nhanh giờ một ngày tầm 15 giây cho đến 45 giây trên một ngày đồng hồ mới tinh tinh nhá. thì đồng hồ cũ thì nó sẽ có hiện tượng nó chậm hơn mấy phút là chuyện cũng khó mà tránh khỏi ấy. thì nhiều lúc anh chị cô chú mua hàng bãi thì hết sức thông cảm giúp em vì những cái đó uh, bán hàng á. thì khi bán hàng này ra thì em đảm bảo là những con này đang hoạt động chẳng hạn là em có bán con này là không hoạt động em cũng có có nêu rõ thông tin còn cái việc nó hoạt động ở trong một ngày nó chậm một phút 2 phút 3 phút 5 phút thì cái đó em cũng không thể theo dõi hết tất cả từng con để mà 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 nắm được thông tin nó được đấy thì cái sản phẩm số 1 này em bán 700 trăm nghìn ụ đấy quá quá rẻ luôn một một, 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 một Casio máy quát pin water resistant à, Japan Movement nhé thì con này thì sản xuất tại nhà máy Trung Quốc và nhà trường Nhật Bản này DJ nha quý anh chị cô chú nha. 700 000 à, quý vị anh chị cô chú nào chốt con số 1 này thì nhắn cho em là anh chốt con số 1 à, chụp ảnh màn hình cũng được ạ số 1 xong ạ sang số 2 số 2 là một sản phẩm của Citizen Đấy, cũng còn rất là đẹp à, màn hình à, cái màn hình thì à, không có một vết xước nào cả hai con này thì không có một vết xước nào cả màn hình tính khoáng và cái ngoài người cái kết thì nó uh, cũng có những cái vết sức răm thì hàng bãi thì khó có thể tránh khỏi con này là sản phẩm uh, của uh, nhà sản xuất citizen của nhật bản và chống nước 13 ba tương đương với 100 m mét Đấy, Và cái con này thì uh, sản xuất uh, tại nhật bản luôn với anh chị chú sau này có ghi là nhật bản luôn japan luôn nhưng không, không không phải là kết in china nữa đấy logo citizen quay quay thì vẫn dùng ngon lành nhé không vấn đề gì anh chị cô chú nhé em sẽ đo cái mật kết của sản phẩm này kết của con này là 36 mm đấy cho những anh chị có những anh những chú ở với cổ tay nó bé là 15.5 thì em nghĩ là đeo con này sẽ hợp lý đối với tay của em tầm 16 thì cũng có thể đeo được. Đây đeo lên thử lên, đây 16, đây sẽ sẽ như thế này. Vẫn là ok vẫn là đẹp luôn. Đấy, tầm 15.5 đến 16 thì đeo con như này thì có thể là ok. Sản phẩm số 2 này thì uh, uh, vẫn đang hoạt động bình thường đấy anh chị cô chú nhé Vẫn đang hoạt động tốt và cái giá của em bán cái sản phẩm này là 700 000 luôn. À cũng 700.000đ. À, hai con 1 là 700 000 thôi chống nước 10 m hoạt động ok sẽ thấy, thấy được hoạt động một số 2 xong anh chị của chú nào chốt một số hai thì uh, chụp ảnh là nhắn cho em đây sản phẩm số 3 một sản phẩm rất là đẹp sản phẩm này thì uh, có giá nó cao hơn uh, so với những cái sản phẩm khác ở đây sản phẩm này là một cái sản phẩm uh, cái dòng freeway ừ. của cái nhà sản xuất Citizen nha quý vị anh chị cô chú đây sau nó có logo của Citizen Citizen và cái kết này thì sản xuất tại China và nhà thị trường Nhật Bản này. Đấy thì cái đồng hồ này thì là một cái sản phẩm chạy bằng pin máy quát và có cái Đấy cái um, vòng điều bằng uh, mạ vàng quý chị cô chú, hai cái dọc uh, chạy theo thân quay cũng chạy bằng bằng mạ bằng, bằng vàng. Đấy thì uh, núm uh, chỉnh giờ thì nằm ở góc uh, 4 giờ. Và tất cả các cái uh, hoạt động thì đều uh, hoạt động ok hết. Thì cái uh, sản phẩm này có cái uh, giá à, có cái uh, kích thước của nó là 37 mm mặt uh, điều nha quý vị chị cô chú nhé Đấy góc 3 giờ thì có cái uh, À, ngày và thứ 4 giờ đến đúng chỉnh giờ à, và 12 giờ thì là có cái thương hiệu uh, freeway của citizen đại hàng là hàng bãi có giá là uh, 1 triệu tư hoàn hoạt động hoàn hảo và ngoại hình rất là đẹp để quý vị có thể thấy được qua cái ống uh, kính như vị có thể thấy được là nó còn rất là đẹp và hoạt động thì có thể thấy được luôn nó chạy bình thường Đấy, các cái núm các cái kim giờ thì đều được mà vàng vang hết rất là đẹp luôn rất là long lanh một triệu tư con số ba nha anh chị của chú nhé Citizen rồi chúng ta tiếp tục sang sản phẩm số 5 và số 4 bốn là một sản phẩm Casio Way sector con này thì pin năng lượng một trời đấy có thể chạy thôi có thể là chạy thôi không biết mệt mỏi đây là một cái dòng quay scepter của Japan Đấy thì uh, kết thì tất nhiên là một dép không dị rồi Hôm nay thì là đặc viên bằng năng lượng mặt trời Và có thể là hoạt động không ngừng nghỉ thôi uh, Rất đơn giản uh, nó đơn Casio thì nó thiết kế thuần tủy hơn một chút Đấy. Đối với rằng là hai nút uh, Một nút ở trên Là để bấm đồng hồ qua giờ Đấy. Dưới dưới thì có thể là nghe được bấm có chuông luôn đấy bấm hoạt kim sẽ quay để lý chúng ta tự động chỉnh giờ theo cái um, sóng radio quay tờ con này chống nước có khả năng chống nước tới 10 mét đấy là hàng mới nên biết đối với hàng bãi thì cái việc chống nước uh, uh, không không chắc chắn nha quý vị anh chị cô chú nha. nên là nhiều lúc uh, nhiều lúc anh chị mua hàng bãi về mà đi bơi thì có trục trặc gì thì nó cũng khó còn được đi đi mưa thì chắc là vẫn đảm bảo ok còn đi bơi thì nó, nó hơi khó khăn một chút sản phẩm này có kích thước 39 mm nha anh chị cô chú nhé Đấy. À, và khá là dài 11 12 12 mm hoạt động cho hoàn hảo bình thường à, hàng bãi nên là cái hàng này em chưa có lau dọn gì em để nguyên hàng bãi em đa số em để nguyên vì thế hàng em bán rẻ hơn những cái uh, nhiều shop khác ví dụ như Việt Nam nhiều, nhiều anh có mua hàng uh, cả lô của em về người ta làm lại thì người ta bán thì sẽ nó đẹp hơn và nó đắt hơn đúng không người ta bỏ công ra em cũng hơi bận một chút nên em uh, thường là em để vầy em review đấy voi này casio này có giá của cái con số 4 này là em bán 850.000 ạ rất là đẹp và rất là ok luôn pin thì không lo luôn nguyên bản luôn chưa tháo lóc thì nó anh chị cô chủ nhé chúng ta sang sản phẩm số 5 năm là một sản phẩm khác của Seiko tiếp à, của Casio tiếp à, con này Casio nhà em nhầm, nhầm là Seiko à, Casio tiếp con này, này cũng là sản phẩm à, một à, máy chạy bằng pin à, và ý, à, có hai nút một nút là vận định giờ, nút này thì à, đèn đèn đỏ này à, thì khi bấm bấm này thì cái kim giờ nó sẽ không kim dây nó sẽ không chạy nữa đấy. thả ra thì nó sẽ chạy tiếp sản phẩm này Casio này thì quay thì à, có, có kích cái trước mặt vô à, tổng tổng của cái kết ngoài là 40 còn mặt mặt trong thì nó từng rất là nhỏ trong đến tầm 3 27 28 bình thường thôi à, Casio gì đấy à, LFGC con này thì lắp ráp tại nhà máy ở Trung Quốc và toàn bộ là bằng thép không dị và dành cho thị Nhật Bản đấy nó vẫn hoạt động bình thường luôn hoạt động hoàn hảo luôn nhặt từ hàng mãi về là nó vẫn hoạt động bình thường hoàn hảo hết con này thì bán 550 nghìn con số năm ạ con này thì không biết khả năng chống nước ở đây là bao nhiêu chống nước 13 là 100m nhanh chị của chú nhé thoải mái đây đi uh, tắm giặt rồi đi uh, mưa ấy. con này thì nó nguyên bản luôn ta sang sản phẩm khác một số 6 một cái dòng một cái sản phẩm Seiko con này thì dành cho các anh có size tay nhỏ hoặc là có thể uh, chị em 34mm hoạt uh, động hoàn hảo và uh, chống nước 53 đến 50m con này là kính uh, có vết xước lau đi chưa lau được ạ siếc nhẹ thôi, chiếc này thì có thể lau được. À, vẫn còn nguyên bản luôn. hoạt động thì hoàn hảo luôn. À, sau này mình có vết xước này, kết thì trên trên uh, này. Đấy. À hoạt động thì ok. À, và cái giá của con này khoảng 400 000 Đấy con số uh, 6. Số 6, 6, 6 rất là nhanh. Đây con số 7 là một cái sản phẩm khác đến từ nhà sản xuất uh, Hanoi của Thụy Sĩ, uhm, Swiss military là của quân đội thụy sĩ chống nước cho tận luôn 1300 mét 36 mm ạ đây là hồ nam viện chủ chủ quay nó là quay 20 mm đây là sản phẩm là con chạy bằng pin và con nguyên siêu Switch sản xuất tại thủy sĩ nguyên bản luôn em chưa có động chạm gì đến nó ạ chưa lau dọn luôn vẫn còn mấy vết xước răm này thì đồng hồ cũ mà, mà bãi mà để lau đi thì nó lại đẹp ngay long lanh luôn mặt uh, trong vô uh, thì nó làm bằng cái uh, có thể phản ánh sáng rất là đẹp màu xanh uh, lục bảo ngọc Đấy, rất rất đẹp 12 giờ thì logo sự uh, thập của cái uh, quân đội thủy sĩ này bên uh, 3 giờ thì có cái phần gương lồi lên để xem uh, ngày và cái đúng Đấy, Con này thì cái em bán giá 1 triệu ba nhé, anh chị cô chú nhé Thụy sĩ nhé rồi sản phẩm số máy đẹp 8 8 sản phẩm này giá luôn 800 nghìn từ đâu con này là một sản phẩm của Egin Titanium cái kết và cái quai tất cả đều làm bằng Titanium nha anh chị cô chú nhé không lo bị dỉ cho theo thời gian không lo bị à, à, han à, gì nhé. lau đi là sạch lau đi là sạch tuy nhiên cái màu của Titanium thì nó không thể sáng bằng cái màu của thép không dỉ, stainless steel kia được sản phẩm này thì có size là 37 mm là một nhà sản phẩm đến từ nhà sản xuất của Mỹ. Trong các cái kim giờ, phút, giây và các cái ở uh, mũi giờ thì đều có à, vàng đẹp long lanh luôn. Đấy thì uh, cái kia kim giờ và kim phút làm rất là to và trong cái kim giờ thì cũng có luôn ba cái mũi giờ như kiểu logo của Mercedes này. Đấy thì bên góc 3 giờ có ngày tháng, có ngày trên 12 giờ thì có À uh, engine có cái thương hiệu logo uh, của cái logo của thương hiệu đồng hồ và chống nước 200m rất là khủng. Đây là một sản phẩm chạy bằng máy pin và quartz uh, sport này anh chị cô chú. Đấy. Rất là đẹp luôn, titanium hết. Đây, giữa này thì uh, nó ghi là titanium và USA nha quý vị nhá. engine USA uh, Đây một cái sản phẩm đến từ uh, Mỹ sản phẩm số 8 giá yeah, bán với bán giá 800 nghìn đây sản phẩm số 9 chính là một sản phẩm nó sẽ cô ăn 3 cái này thì uh, cũng 34mm có thể anh em tay uh, nhỏ hoặc là chị em đeo à, cái này thì có thể hợp với chị em hơn với quái nữa là quái 17mm 5 mm nó cái mặt trong là mặt cái phản quang và kim giờ phút giây đều có phản quang hết khi mà ta tắt điện đi thì cái mặt này nó sẽ sáng xanh lên xem giờ rất là thuận lợi Đấy, sản phẩm này số 9 em bạn nó giá 400 40 nghìn ạ rất là rẻ thôi. Đấy tiếp theo đến sản phẩm số 10 tháng 10 là một sản phẩm uh, Maso, Maso là một cái thương hiệu uh, Nhật Bản uh, đồng hồ này thì uh, chạy pin năng lượng mặt trời nên là cũng không lo về cái vấn đề giấy pin này biết Giá phơi nặng và chạy rồi và mặt so thì trơn 10 hốc, 12 giờ có cái logo của mặt so là một cái uh, vương miệng hoàng gia là đẹp Cái này thì uh, có size là 36 rồi khá là nhỏ rồi. cho anh em tay 15.5 hoạt động thì hoàn hảo luôn phía sau này thì là mặt so solar này chống nước tới 33 tương đương ba mét thì đối với hàng cũ chúng ta có thể đi uh, mưa được còn uh, tắm giật uh, thì uh, nhiều lúc uh, khó đảm bảo anh chị cô chú sapanis movement và làm uh, kết và cái qua thì làm bằng thép không gì hết à, mặt trong là cái uh, nền này là, là nền có thể hứng được năng lượng ánh sáng mặt trời để sạc vào pin rất là tuyệt vời luôn không lo về cái uh, pin máy vẫn chạy bình thường số 10 em bán 400 000 thôi ạ. Quá đẹp. Đấy, tiếp theo chúng ta sang sản phẩm số 11 ạ. Đấy, sản phẩm số 11 là một cái sản phẩm đồng hồ Galaxy của mặt cái sản phẩm automatic Đấy, chạy bằng cơ và lộ hai đầu luôn này. Quý vị có thể thấy trong toàn thể là xương cốt thép không. Máy đều hoạt động bình thường hoàn hảo không vấn đề gì ạ Các núm đều hoạt động bình thường hết sau này thì dòng chữ Luxy này. À... chống nước 30 m này đấy. À, thép không dị quay thì bằng quay ra này đều hoạt động hết nha quý vị chú chú ấy. ok hết ở đây thì quay là quay xịn của thằng gì đấy lấy thơ quay là một quay rất là xịn theo thời gian thì nó vẫn còn nó phai đôi tí nhưng vẫn còn rất là dẻo rất là dài luôn con này thì hàng mới rất nhất, nó rẻ nhất đâu rồi tầm 7 triệu rưỡi 8 triệu đấy và con này thì đang hoạt động bình thường hết ok hết quay thì vẫn đang quay Galaxy chính hãng luôn con này bạn giá 2 triệu và cái size của nó là 42 mm automatic size 42 mm hàng cũ thì cái việc chống nước là không đảm bảo nha anh chị của chú và có hoạt động đảm bảo thôi còn chống nước thì hàng bãi mà nên là nhiều cái không 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 bảo hành cái việc chống nước được nên là nhớ lúc anh chị cô chú mua hàng thì cũng thông cảm về cái vấn đề đó đây là số 11 sản phẩm số 12 thì là một sản phẩm còn nguyên hộp mới luôn sản phẩm số 12 là một sản phẩm uh, Swiss Military Thủy Sĩ dành cho nữ giá bán luôn 11 triệu tư đấy nguyên hộp anh chị cô chú mới tinh tinh luôn uh, con này thì dành cho nữ nó sai nguyên giấy tờ là giấy tờ trong hộp, à, hộp hết đi kèm. Con này thì có giá, à, có size là 26 mm dành cho chị em đeo, quay có ai là 12 mm. Đấy, hoạt động thì không vấn đề gì hàng mỗi tinh 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 nên là quý vị có không phải lo về vấn đề hoạt động Mà cũng như là các cái ngoại quại qua đẹp Đấy. Đấy, như áo em chưa mặc lần nào ấy. rất là đẹp luôn một triệu tư nhé anh chị của chú Switch Military Thụy Sĩ nhé Made in uh, Switch nhé Switch Made nhé Thụy Sĩ nhé Rồi tiếp theo là số phẩm số 13 Sản phẩm số 13 là một sản phẩm uh, sport Cho các anh em thanh niên cũng như hoặc là các em uh, chạy thể dục uh, hay chạy running Đeo thì quá là hầm hỗ và tuyệt vời luôn Có khoai qua 44mm Trên mặt ngoài à, cái này dòng như dòng g sốc của Casio 44 45 mm. Hoạt động hoàn hảo QNQ này, Uh, radio control này. con này thì uh, tự điều chỉnh theo giọng radio uh, nguyên bản luôn vẫn đang chạy bình thường uh, water resistance 13 là tương đương với 100 m đây có thể uh, anh em hay giải thể dục với bơi lội chạy trời mưa là vô tư luôn nhé uh, động hoàn hảo lên không vấn đề gì cả và các cái giờ giấc và quay thì đều có cái um, uh, phản quang Đấy, các cái, cái vòng ngoài vẫn điều chỉnh bình thường như chị của chú này. Đó phẩm này số 13 bán 600 000 thôi Ồ, oh, quá rẻ Số 13 là 600 000 Còn đây là cái đồng hồ Diezen Diezen này thì cái này không hoạt động Để bán sưu tầm Còn mặt và cái uh, kết thì còn rất là đẹp Quay thì quay ra của Diezen này thì anh chị cũng chú biết rồi Rất là giữ trong hàng cũ mà bãi nên là uh, những lúc cứ quay thì hay dòng này hay bị bóng qua, dây dây hay bị bóng qua. Con này bán với giá 400 000 hàng sưu tầm nha anh chị của chú. Con này cũng một sản phẩm gì đấy nữa của Diazen ừ. tiếp. Con này Diazen luôn, quay thì rất là xịn, không vấn đề gì về quay cái à, con. này có chống số gì đấy. Uhm, DZ 1207 Diazen này. Bravi uh, solid, Stainless Steel và thép nguyên khối luôn hả? Huh? Đây, đi gian chống nước 10 m con này thì cũng bán giá 400.000 sưu tầm luôn đấy thì đây hôm nay có khoảng 15 con đồng hồ mà review cho anh chị cô chú thì uh, quý vị chị cô chú có nhu cầu sản phẩm nào thì chốt nhắn lại cho em một tin qua Zalo Nhật Bản được Zalo Việt Nam được đấy thì xong ca làm thì em sẽ trả lời thông tin của anh chị cô chú đấy thì em xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau